Xin giới thiệu với anh chị, tôi là Tuế, nhãn hàng của Tôn Nhắc, đại diện chương trình Cơ hội đổi đời, đến đây để là thăm với gia đình anh chị. Thì anh chị chủ yếu là làm nó là làm phụ rồi làm nghề gì là chính? Nói chung khi chưa đau ốm thì em có đi phụ hồ, nhưng mà có 10 năm nay là bị làm bệnh rồi không đi làm được nữa rồi. Nhà tôi là có 5 người con, 2 đứa lớn thì lấy chồng rồi, còn 3 đứa còn ăn học. Trong nhà việc chính là làm ruộng và đi làm thế. Thứ hai là làm nón. Rồi ai kêu làm gì thì làm thêm. Lần nón thì làm được một ngày được 3 cái, một cái cứ được 10 ngàn được đó. Bộ con bệnh nặng không thể giúp đỡ gia đình được, mẹ con phải lao động vất vả để kiếm tiền nuôi ba chị em con ăn học. Nhà thì nói chung cái nhà thì cũng nứt nẻ hết rồi, mà 2013 nó bay hết mãi, có vay số tiền về lập lại mãi rồi, từ đó là đến giờ là không trả được nữa. Có lúc con cũng thấy xấu hổ về gia đình mình nghèo, nhưng con không trách ba mẹ vì ba mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Con cố gắng hết sức để giúp cho gia đình, con sẽ không bao giờ bỏ ai lại phía sau. Chạy đây giùm, đi lên. Dạ cô, dạ cái đầm em đi. Cảm ơn cô. Lan cô Lân, đúng rồi. Cô Lân, cô Lân. Em cô Lân, em cô Lân. Cô Lân.